Một tuần nay, người dân gần khu vực tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương khiếp sợ vì xuất hiện hàng ngàn con sâu xanh, to bằng ngón tay, bò lổm ngổm trên các cây xanh ở hai bên tuyến đường. Theo một số người dân ở gần khu vực tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn, khi có sự xuất hiện của chúng, các cây xanh hai bên đường chỉ qua một đêm là trụi sạch lá. Mặc dù chưa gây nguy hại cho người dân, nhưng khi loại sâu này xuất hiện, nhiều người dân sống gần khu vực này lo sợ đàn sâu sẽ phát triển nhanh tấn công vào nhà dân, gây nguy hiểm cho người, đặc biệt là trẻ em. Hiện chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bình Dương đã cử người xuống tìm hiểu và tìm biện pháp xử lý, tránh để đàn sâu lây lan sang các khu vực khác gây nguy hiểm cho người dân.